Đi bộ 6,4 km trong 1 đến 2 ngày một tuần có thể giảm nguy cơ tử vong sớm. Đi bộ 8.000 bước 6,4 km từ 1 đến 2 ngày trong tuần có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Đây là kết luận được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản và Đại học California, Los Angeles ở Mỹ đưa ra trong nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên ngành. Lâu nay, tập thể dục thường xuyên được biết đến có thể giảm nguy cơ tử vong. Song nghiên cứu này chỉ tập trung vào lợi ích đối với sức khỏe của việc đi bộ cường độ cao chỉ vài ngày trong tuần. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto và Đại học California, Los Angeles đã phân tích dữ liệu đi bộ của 3.100 người trưởng thành ở Mỹ trong năm 2005 và 2006. Kiểm tra dữ liệu tử vong của những người này 10 năm sau đó. Trong số những người tham gia, 632 người không ngày nào trong tuần đi bộ đạt 8.000 bước, 532 người đi bộ đạt hơn 8.000 bước trong 1 đến 2 ngày một tuần, 1.937 người đạt hơn 8.000 bước trong 3 đến 7 ngày một tuần. Nghiên cứu cho thấy, những người đi bộ hơn 8.000 bước trong 1 hoặc 2 ngày một tuần có thể giúp giảm 14,9% nguy cơ tử vong trong 10 năm so với những người không bao giờ đạt mức độ luyện tập này. Đối với những người đi bộ hơn 8.000 bước trong hơn 3 đến 7 ngày một tuần, nguy cơ tử vong giảm 16,5%. Lợi ích của việc đi bộ hơn 8.000 bước trong 1 hoặc 2 ngày một tuần còn cao hơn đối với những người trên 65. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này cho thấy các cá nhân có thể nhận được lợi ích sức khỏe đáng kể thông qua việc đi bộ chỉ một vài ngày trong tuần. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.